À, ví dụ như học môn toán, con hỏi học môn toán để làm cái gì vậy ba? À, ví dụ các tiên cũng hỏi mà, lớp 1 đã hỏi đây nha. À, ba ví dụ là bây giờ nếu mà con học toán á, à, ba đưa con 10 ngàn, à, con đi ra con mua cái kem có 6 nghìn thôi, mà nếu con không học môn toán á, thì con không biết là mua 6 nghìn thì con còn dư được bao nhiêu nghìn, và con cũng không biết được là cái người bán kem có đưa lại cái tiền dư đúng hay sai. Nên là học môn toán, à, để con biết con sử dụng tiền, trước tiên là sử dụng tiền đi mua, đi bán, đi tính toán bên ngoài đều phải cần môn toán hết. Thấy rất là thú vị không ạ? À, thậm chí là chả cần phải dạy toán nó gọi là phức tạp, giống như là lớp 1 nó đang có cái chương trình gọi là học cái kiểu gì nè, à, 2 cộng 2 ví dụ cộng thêm 1 nữa bằng bao nhiêu vậy đó, những cái cộng cộng vậy đó, trừ trừ vậy đó. Thì thật ra mình cho cái bài toán là bây giờ con mua, à, bài toán này nó rất là đơn giản mà trẻ lại hứng thú. À, ví dụ như thế này, à, ba trong làm là, à, ba cho con 10 nghìn, rồi ba cho các tiên 10 nghìn, các tiên mua cây kem 6 nghìn, rồi con còn bao nhiêu, thì thế là đương nhiên là trả lời được 4 nghìn. Rồi bây giờ ba hỏi tiếp, à, 4 nghìn thì, à, à, mình có tờ tiền là 1 nghìn, 2 nghìn. Rồi như vậy thì, à, cái người bán kem, cái chú bán kem sẽ đưa lại cho con, thối lại cho con, có những cái tình huống nào để thối lại cho con 4 nghìn? Wow, cái này tư duy nó còn cao hơn rất là nhiều so với một cái bài toán là 2 cộng 2 cộng 1 gì đó bằng 5 chẳng hạn. Đúng không? 4 nghìn, 4 nghìn thì trẻ phải tư duy, phải suy nghĩ, ồ, cái này phải có thể một tình huống đầu tiên là 4 cái tờ 1 nghìn. À, một cái tình huống thứ hai con đưa ra là, ồ, như vậy con phải nghĩ là, à, 2 cái tờ 1 nghìn và 1 cái tờ 2 nghìn. Đúng không? Hoặc là con phải nghĩ thêm là, à, con phải, à, lấy 2 cái tờ 2 nghìn, được thôi 2 tờ 2 nghìn. Thấy không? Nó rất là nhiều tình huống. Đó học toán, cái đó học toán chứ còn gì nữa. À, lớp 1, lớp 2 học toán lấy tiền ra học hay nhất, mua cái này mua cái kia nó hứng thú. À, mình vừa dạy toán mà mình vừa dạy cho con cái cách chi tiêu, à, cái cách kiểm tra tiền, thú vị còn hơn là mình lấy cái bảng toán ra học khô khan. À, cái gì mình ứng ứng với cái thực tế cuộc sống á, nó dễ lắm. À, mình, à, cái ý hồi nãy là mình phải gắn làm sao là một cái môn học, à, học để làm cái gì, nhiều khi con hỏi từng môn, à, còn không là nó phải lên một cái mức độ chung. À, về sau á, thì khi mà độ tuổi lớn á, thì con sẽ không hỏi là học từng môn để làm gì nữa đâu. Bây giờ nhỏ nhỏ thì hỏi, nhưng mà đến tâm lý khúc mà cấp 2, cuối cấp 2, cấp 3 rồi đó, thì con không có hỏi từng cái môn học để làm gì nữa, mà con hay hay sợ học quá rồi, chán học quá rồi, thì có khả năng sẽ ngồi kế bên mẹ bên ba vào đó và nói là con cũng không biết học để làm gì. À, cho nên là có cái câu nói là gọi là giáo dục không phải là rót đầy, à, mà là khơi lên cái ngọn lửa, tức là cái ngọn lửa từ bên trong. Thì người cha, người mẹ, người thầy, người cô là những cái người giống như là đốt cái ngọn lửa đó, đó. Giống như bên trong nó có một cái thùng thuốc súng, một cái thùng rồi gọi là cái chất dễ cháy đó. À, mình chỉ cần mình châm cái ngòi thì thế là phát sáng lên. À, bản thân đứa trẻ không có tự phát cái ngòi ra được. Nên là cái việc là niềm mà cảm hứng, cảm hứng nó quan trọng ha.